Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì đường dây nóng chương trình Chuyển động 365 đã nhận được phản ánh của người dân của xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội bày tỏ sự lo lắng về sinh kế khi mà gần 200 thửa ruộng bị thu hồi để phục vụ cho dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá rau xanh vườn kẹ. Khu vực này vốn trồng lúa nhiều đời nay, nhưng 2 năm gần đây, mương nước tưới tiêu cho trồng trọt đã bị vùi lấp để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá rau xanh vườn kẹ. Đất lúa sẽ được thay bằng các hạng mục khác. Ruộng nước này là thuộc về cánh thoát nước tưới tiêu của cái ô rau xanh này. Nói chung là từ xưa đến nay rồi, nó có con rãnh này rồi. Các anh sẽ biết rồi. Cho nên bây giờ mà lấp đi của chúng tôi thì bây giờ chúng tôi không thể sản xuất được nông nghiệp. Mà tới đây là vụ chúng tôi là vụ để gieo mạ cấy dưới đồng. Theo khảo sát, khu vực này có 189 thửa là đất hai lúa. Tới nay, đa số người dân phản đối dự án vì thông tin không được cung cấp đầy đủ. Ngoài ra, mức đền bù được cho là khó đảm bảo sinh kế về lâu dài. Trong khi người dân bao đời nay chỉ làm ruộng, việc chuyển đổi nghề sẽ gặp khó khăn do yêu cầu về trình độ tay nghề. Mong muốn của đa số người dân có khu đất mới để canh tác. Dự án mà các ông làm từ năm 2019 thì các ông cho tôi xin cái thông tin, cái dự án này để mục đích, để các ông quy hoạch, để là làm những cái công việc gì thì hoàn toàn tất cả coi như là các ông chưa bao giờ mà có cái cuộc họp để trả lời chúng tôi về những cái nội dung mà chúng tôi đưa lên. Con cháu ơi, mai nó ra nó cấy cày, đúng không? Nó kiếm mắp ngô củ khoai nó mới sống được, chứ còn bán đi tuyệt, kể cả tiền tỷ để về tiêu vài hôm là hết. Đấy, tôi ý kiến là muốn làm sao là các ông các bà giúp chúng tôi như thế. Dự án khu rau xanh vườn kẹ có tổng diện tích thu hồi gần 3,4 hectare do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ứng Hòa làm chủ đầu tư. Khu đất này ngoài việc xây dựng trường học, khu thể thao, sẽ dành 115 thửa đất để thực hiện đấu giá đất, tạo nguồn thu cho địa phương. Các thủ tục pháp lý đã được cấp thẩm quyền thông qua. Về các kiến nghị của người dân đang được tổng hợp từng bước tháo gỡ. Cái diện tích đất các hộ muốn để mà chuyển đổi thì cái đấy nó là tùy thuộc vào cái quỹ đất 5% của các xã. Vẫn báo cáo đề xuất với lãnh đạo ủy ban huyện. Cái này thì cũng phải ý kiến của huyện để chỉ đạo xem là có những cái nguồn còn đất công ích 5% thì cái đấy thì mới thu xếp được. Nó phụ thuộc vào địa bàn từng các xã. Theo quy định, đối với dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng 200 mét vuông đất trồng lúa hai vụ trở lên sẽ thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, dự án này lại thiếu thủ tục. Người dân tiếp tục đặt dấu hỏi về quy trình có hay không, việc làm tắt của chính quyền huyện Ứng Hòa đẩy người dân vào tình cảnh mất ruộng.